Kênh Kỹ thuật Nông nghiệp Mekong Agi xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Thì kính thưa bà con, chúng ta sẽ bắt đầu cho 7 bước kể từ khi mà chúng ta vô lăng cho cơi cuối cùng đã mở hai lá cho đến khi mắt cua đã phát triển. Thì chúng ta sẽ có 7 bước rất là quan trọng. Thì xin mời bà con chúng ta sẽ cùng quan sát sau đây. Trong bước thứ nhất thì điều này thì bà con lưu ý thì chúng ta cũng đã nói là với miền Tây của chúng ta thì sẽ ra qua thượng vụ vào tháng 11 cho đến tháng 1 dương lịch. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ bắt đầu tác động xử lý ra qua, đó là việc vô lăng ở cái cơi cuối cùng đã mở được hai lá. Thì thời điểm này thường thì cơ đọt nó sẽ phát triển trong vòng khoảng được khoảng 20 cho đến 30 ngày. Thì bà con mình sẽ tác động, thì mình gọi đợt này gọi là tạo mầm lần 1. Có nghĩa là bà con mình sẽ có áp dụng lăng tạo mầm để chúng ta phun qua cơ đọt khi nó đã mở hai lá và đây là cơ đọt cuối cùng. Nghĩa là lúc này chúng ta tác động lăng sớm để hỗ trợ cho việc phát triển và sự già lá của cái cơ đọt này được tốt hơn. Và chúng ta đánh dấu hiệu ra qua cho cây để cây hiểu là sắp đến thời điểm để tạo mầm qua. Thì đó là cách mà chúng ta hiểu. Thì với cái 10-60-10 của Mekong Agi thì chúng tôi khuyến cáo bà con mình áp dụng khoảng nửa ký cho đến 1 ký cho phi 200 lít. Và đương nhiên cùng với cái việc tạo mầm lần 1 này thì chúng ta sẽ vô phân gốc. Và đây sẽ là một cái thao tác cực kỳ quan trọng. Có nghĩa là bây giờ bà con mình sẽ chọn những cái gốc chứa lân cao, ví dụ như là Super Lân, DB, thậm chí thì một số bà con mình có áp dụng luôn cả lân đun chải nữa. Và việc tạo mầm bằng lân thì nó sẽ kéo dài rất là lâu, cho nên thì bà con mình hoàn toàn có thể áp dụng kể cả những loại lân dễ tan hoặc là những loại lân chậm tan, quả tác dụng chậm thì cũng được chứ cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên thì giống như những video trước thì chúng tôi sẽ không thể nào đưa ra một cái số liệu về cái lượng bón gốc cụ thể, mà bà con mình phải xem xét theo cái tập quán ở địa phương, cũng như thì cái năm trước thì bà con mình đã bón như thế nào rồi, cho nên thì chúng ta sẽ không có một cái liều lượng cụ thể ở đây là như thế. Rồi bước thứ hai, đây sẽ là một cái bước tạo mầm, thì bà con mình gọi là tạo mầm lần hai. Thì trong đợt này thì bà con mình lại tiếp tục phun qua lá, tuy nhiên thì lúc này chúng ta sẽ có sự can thiệp của MKB. Có nghĩa là lúc này chúng ta vừa tạo mầm bằng 10-60-10, chúng ta đồng thời cũng có tác động đánh kali, cơ đọt cuối cùng của chúng ta đã được khoảng từ 30 đến 40 ngày. Có nghĩa là dấu hiệu già hóa cho 3 đến 4 lá đầu tiên này chúng ta cần đánh và sẽ có một cái lượng kali nhất định để cho những cái vị trí này, nếu như nó muốn hình thành nên một cái chồi mới thì nó sẽ không thể hình thành được và nó sẽ chờ đợi cho 2 đến 3 lá cuối cùng sẽ mở ra luôn. Thì đây chính là cái thời điểm mà chúng ta tạo mầm lần 2 và chúng ta sẽ kết hợp 10-60-10 và kết hợp với MKB. Thì với Mekong Agi thì chúng tôi khuyến cáo bà con mình áp dụng khoảng từ nửa ký cho đến 1 ký 10-60-10 cho phi 200 lít. Đồng thời thì chúng ta sẽ kết hợp với MKB khoảng nửa ký cho phi 200 lít. Và đây cũng là thời điểm mà chúng ta có thể tác động thêm những cái chung vi lượng, thì bà con mình có thể cộng với combi. Tương ứng với một gói 50g thì bà con mình sử dụng 1 cho đến 2 gói cho phi 200 lít này. Và bà con mình kết hợp 3 sản phẩm này lại và chúng ta sẽ đánh phủ qua bề mặt lá. Và đương nhiên thì giống như video trước mà chúng tôi đã có chia sẻ, thì với việc vô phân gốc thì lần này bà con mình xem xét cơ đọt đã phát triển trong vòng 10 ngày thì cái bộ lá nó đã phát triển như thế nào rồi, chúng ta có cần phải thêm lân hay không, hoặc là chúng ta có cần dùng NPK kali cao để chặn đọt thêm hay không và để thúc đẩy quá trình già hóa được tốt hơn hay không, thì lúc đó bà con mình sẽ quyết định. Và cũng vì cái tình trạng này và dùng đất thời tiết thì bà con mình sẽ quyết định một cái lượng nào đó để nó phù hợp, hoặc là tham khảo những người có kinh nghiệm hơn ở địa phương để chúng ta lựa chọn một cái liều lượng mà hợp lý với cái cây trồng mình ở thời điểm đó. Rồi bước thứ ba sẽ là một cái bước khá là quan trọng quý vị, đây là bước tạo mầm quan trọng, đó là bước tạo mầm trong thân. Có nghĩa là trước đây hai lần trước thì chúng ta đã đánh tạo mầm qua bề mặt lá rồi, dấu hiệu già hóa của lá đã có rồi, và cho đến thời điểm này là chúng ta phải chặn đọt và tạo mầm trong thân. Thì bước thứ ba thì bà con mình sẽ phun tạo mầm lần ba, là chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng 10-60-10. Và lúc này liều lượng cao nhất đó là 1 ký cho phi 200 lít. Và bà con mình phun vào những cành phía trong thân. Nghĩa là những cành này là những cành mà bà con mình muốn cây ra hoa, đậu trái. Thì chúng ta sẽ phun phủ ở phía bề mặt trong, có nghĩa là những cái cành bên trong thôi, chúng ta không cần phun phủ lá. Đó là về cái mong muốn khi mà chúng ta tác động 10-60-10. Tuy nhiên thì với bà con miền Tây của chúng ta thì thường cử này cũng sẽ là một cử chặn đọt vô cùng quan trọng, cho nên thường là sẽ không thể nào thiếu MKB. Như vậy thì với MKB thì bà con mình buộc phải phun phủ cái bộ lá bên ngoài, chứ là mình đâu có phun ở trong được, mình muốn chặn đọt là phun ở ngoài nó sẽ hiệu quả hơn. Thì bà con cũng sẽ áp dụng liều cao nhất là 1 ký cho một phi 200 lít. Như vậy thì lúc này chúng ta hiểu là gì? Nếu như chúng ta muốn tiện công thì chúng ta buộc phải kết hợp hai sản phẩm này lại với nhau trong một lần phun. Như vậy thì nếu như phun theo cái tác động của MKB là phải phun phủ bên ngoài, còn nếu như muốn phun tạo mầm trong thân của 10-60-10 thì chỉ phun phủ bên trong. Như vậy thì mình muốn đồng bộ hiệu quả và chúng ta muốn tiện công trong một lần phun thì buộc chúng ta phải phun kết hợp cả hai và phun phủ toàn cây, có nghĩa là phun từ bề mặt lá vô tới những vị trí trong thân luôn. Thì cái này thì có hai phương án để bà con mình làm. Một
là bà con mình phun riêng. Vị trí nào cần cái nào thì chúng ta phun cái đó, có nghĩa là ở ngoài cần MKB phun MKB ở ngoài, 10-60-10 cần bên trong thì chúng ta phun ở trong. Tuy nhiên là thông thường thì bà con mình sẽ chọn phương án thứ hai, đó là chúng ta kết hợp luôn cho nó tiện công. Tuy thì trong cái cách này thì chúng ta sẽ tốn hơi nhiều MKB hơn, hoặc là chúng ta tốn nhiều 10-60-10 hơn, nhưng mà nó sẽ tiện công lao động hơn. Thì cái này thì tùy theo cái phương án mà bà con chúng ta quyết định. Rồi thì trong lần tạo mầm lần 3 này, bà con mình cũng xem xét việc phân bón qua gốc nó đã như thế nào rồi. Ví dụ như điều kiện năm nay thì bà con sẽ thấy là lượng nước nhiều, lượng mưa còn nhiều, nên có thể là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể chặn đọt tốt. Thì bà con mình có thể, một là bà con mình rút thêm lần để tạo mầm nếu như mà chúng ta không có áp dụng bắt lo sau này, hoặc là bà con mình áp dụng kali cao hoặc là NPK kali cao để làm sao chặn đọt hiệu quả hơn. Thì cái này thì tùy theo cái tình trạng và cái thời điểm mà bà con mình xử lý đó, thì chúng ta sẽ quyết định là nhìn cây như thế nào, nhìn thời tiết như thế nào thì chúng ta sẽ quyết định cái việc này, cũng như là cái liều lượng như thế nào đó để hợp lý. Còn riêng ở trong cái cử này là một cử khá quan trọng với 10-60-10 và MKB, thì bà con mình sử dụng mỗi loại là 1 kg cho một phiên 200 lít và chúng ta phun phủ toàn bộ cây ở trong cái thời điểm này. Rồi kính thưa bà con, thì qua 3 lần tạo mầm thì về cơ sở lý thuyết thì nó đã đầy đủ nếu như những cái sản phẩm mà mình chọn hiệu quả cao. Thì lúc này sẽ là cái thời gian để cây nghỉ ngơi và chúng ta sẽ tạo sự thông thoáng và khô hạn ở dưới vùng gốc, bắt đầu một cách từ từ. Có nghĩa là trong thời điểm này vẫn có thể tưới nhấp nhưng mà ít thôi. Nếu như bà con mình có tác động phân bón qua gốc thì chúng ta sẽ tưới nhấp để làm sao cho cái lượng phân bón này tan và cây trồng hấp thu tốt. Còn nếu như không có thì chúng ta sẽ bắt đầu tập xiết nước cho cây ở thời điểm này. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ rút nước dần dần. Đây sẽ chưa là phải là thời điểm xiết khô cạn, nhưng mà đây sẽ là thời điểm bà con mình bơm nước ra nè. Thì cái lượng nước còn lại nó sẽ bắt đầu rút từ từ. Thì thời điểm này chưa xiết nước được hoàn toàn, nhưng chúng ta sẽ hạ mực thi cấp trên vườn số. Rồi, chúng ta sẽ xem xét câu chuyện là có nên tiếp tục chặn đọt hay không. Thì cái này buộc chúng ta phải nhìn cây rồi, chúng ta nhìn dấu hiệu đi đọt cũng như là cái sự phát triển của cây trồng của mình lúc đó như thế nào. Có thể thì trong thời điểm này nó sẽ không cần phun phủ hết cả toàn vườn, như một số cây nào đó còn sung, dấu hiệu le đọt nó vẫn có, hoặc là cái cơi cuối cùng của nó thì mở lá chưa đầy đủ, thì bà con mình tác động thêm cái MKB hoặc là lần tạo mầm một lần nữa cũng vẫn được, chứ không phải là không. Rồi, nếu như trong trường hợp mà bà con mình không áp dụng bắt lo để chúng ta kích thích ra qua, thì bà con mình có thể phun tạo mầm lần 2 trong thân. Và đây là một cái kỹ thuật mà bà con mình làm khá là nhiều, có nghĩa là chúng ta sẽ phun tạo mầm lần 2 trong thân, đồng thời bà con mình sẽ kết hợp với hóa chất phá miên trạng, đó là kali nitrat. Như vậy thì với những bà con nào chúng ta có ý định là sử dụng cho cây tơ, hoặc là bà con mình không áp dụng bắt lo, thì chúng ta sẽ phun tạo mầm thêm trong thân và có thể kết hợp với hóa chất phá miên trạng kali nitrat trước, ở cái thời điểm trước khi chúng ta xiết nước. Rồi thì kính thưa bà con, thì một cái đặc điểm khác biệt năm nay thì chúng ta đã chia sẻ trong một vài video trước, đó là mùa trái năm nay. Có nghĩa là năm nay thì đậu trái thì sẽ thu hoạch vào năm 2023, đúng không? Thì đây sẽ là một cái mùa mưa mà còn đang kéo dài và mực khí cấp còn đang rất là cao. Ở thời điểm hiện tại thì bà con chúng ta cũng đã thấy. Như vậy thì phương án đẩy bạc nếu như có thì bà con mình cũng nên áp dụng để cho cái hiệu quả quản lý nó được tốt hơn. Thì cái điều này thì bà con mình xem xét, tại vì đẩy bạc thì nó sẽ phát sinh thêm cái chi phí, và ở một số khu vực thì có thể là cần và một số khu vực thì không, cũng tùy theo cái vườn tược của chúng ta cao hay thấp và chúng ta có bơm nước được tốt trên vườn của mình hay không. Rồi kính thưa bà con, thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ tư. Thì điều này bà con mình lưu ý kỹ, sau khi chúng ta tạo mầm lần thứ ba được khoảng một tuần, có nghĩa là một tuần này là cái tuần mà chúng ta quan sát và chúng ta bắt đầu xiết nước rồi, tạo sự khô hạn để khi mà chúng ta phun bắt lo và chúng ta áp dụng xiết nước hoàn toàn thì nó sẽ hiệu quả cao hơn. Hoặc là bà con mình nhìn tiết trời, nhìn cái sự thay đổi và sự phát triển chặn đọt của cây mình nó như thế nào rồi. Còn với những bà con nào không áp dụng bắt lo thì chúng ta cũng quan sát kỹ cây và điều kiện xiết nước phải thật tốt. Bởi vì nguyên lý của cây sầu riêng để hình thành mầm hoa thì nó phải có một thời gian khô hạn kéo dài khoảng từ 3 đến 4 tuần thì nó hiệu quả mới cao. Và nếu như có tác động của chất ức chế và chất kích thích hình thành mầm hoa thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Và với sầu riêng thì sự phát triển càng đồng loạt thì hiệu quả sẽ càng cao và cái sự cạnh tranh dinh dưỡng sau này sẽ thấp, thì bà con chúng ta chăm sóc giai đoạn trái nó sẽ dễ hơn. Như vậy là bà con mình sẽ phun bắt lo vào những cái cành bên trong, có nghĩa là vị trí bà con mình đã tạo mầm trong lần thứ ba vị trí nào thì bây giờ mình sẽ phun bắt lo vào vị trí đó. Bởi vì sau những lần tạo mầm thì mầm hoa đã hình thành rồi, nhưng nó sẽ hình thành một cách không đồng loạt, không tập trung, thì chúng ta sẽ quấn bắt lo một cái chất ức chế sinh trưởng một lần nữa để khi mà cây nó chuyển qua giai đoạn sinh sản thì nó sẽ chuyển qua một cách mạnh mẽ và sự tạo mầm của nó sẽ tập trung và đồng loạt hơn. Thì đó là cái mà chúng ta đang mong muốn để mà chúng ta tác động bắt lo vào những cái cành bên trong. Thì song song với điều kiện này, sau khi bà con mình xử lý bắt lo thì vườn chúng ta phải bắt đầu tạo sự khô hạn, có nghĩa là chúng ta đã rút nước trước đó rồi,
thì cho đến bây giờ là phải cạn đáy, hoặc là chúng ta đã có đại bạc thì phải đậy tới chân, làm sao mà cái rễ cây trồng nó không phát triển ra bên ngoài được, cắt nước hoàn toàn, có nghĩa là trong điều kiện có gặp mưa đi chăng nữa thì nước cũng sẽ không thể nào tiếp xúc được với những cái vùng rễ, để nếu như cây trồng mình lấy được nước thì hiệu quả xiết nước của chúng ta sẽ không thành công và cây đó sẽ ra quả không tốt. Và lưu ý, năm nay và mùa cháy 2023 là đang còn mùa mưa kéo dài và mực khi cấp rất là cao, cho nên là bà con lưu ý kỹ phương án này để chúng ta tránh những cái xử lý lặt vặt trở về sau. Rồi với bắc lo thì bà con mình có thể tùy theo cái phương án mà chúng ta lựa chọn, có thể là bắc lo bột, bắc lo nước, bắc lo dạng sữa hay như thế nào đó thì tùy theo cái lựa chọn của bà con chúng ta. Và liều lượng khuyến cáo trong quy trình xử lý ra hoa thì khoảng 1.000 cho đến 1.500 ppm. Và với thói quen của bà con thì một số nơi thì bà con đã áp dụng lên tới khoảng 2.000 ppm rồi. Thì cái này thì chúng tôi chia sẻ cho một cái con số trung bình. Thì liều cao là với những cái cây nào đã năm trước đã sử dụng bắc lo rồi thì năm nay buộc liều nó phải từ đó hoặc cao hơn. Hoặc là những cây nào sung quá, cảm giác là cái khả năng đi đọt nó còn cao thì bà con mình có thể là đưa một cái liều cao hơn một chút, thì để cây nó dễ ra hoa hơn. Tuy nhiên thì với một số vườn tơ từ đầu thì nếu như mà con mình đã quyết định không áp dụng cái biện pháp bắc lo thì chúng ta xem xét kỹ về cái phương án tạo mầm lần 2, cũng như là cái việc phá miên tràng, rồi sau đó chúng ta phải làm sao cho cái hiệu quả xiết nước được tốt nhất và chúng ta bỏ qua cái bước sử dụng bắc lo. Thì đây cũng là một cái phương án mà bà con mình đang áp dụng khá là nhiều ở thời điểm hiện tại. Rồi, kính thưa bà con, thì chúng ta đã nhắc nhở nhau khá là nhiều. Bước thứ 5 này tuy là một bước chúng ta không có tác động sản phẩm nhưng nó sẽ là xương sống của sự quyết định thành công, đặc biệt là với quy trình mà bà con mình không áp dụng bắc lo. Như vậy thì chúng tôi để dấu rõ đây, việc xiết nước là phải khô hạn hoàn toàn thì chúng ta mới có được một kết quả tốt, và chúng ta ngồi chờ thôi. Chúng ta sẽ chờ trong vòng 3 đến 4 tuần sau. Nếu như bà con mình có áp dụng bắc lo thì đâu đó khoảng chừng 2 tuần, 3 tuần đến 4 tuần thì macro nó sẽ hình thành. Điều này nó cũng sẽ phụ thuộc vào năm trước là cây trồng của bà con mình nó đã ra hoa vào thời điểm nào, thì năm nay nó sẽ ra hoa vào thời điểm đó. Rồi, nếu như với cây tơ hoặc là cây không áp dụng bắc lo thì bà con mình tạo mầm giống như phương án chúng ta vừa mới chia sẻ thì nó sẽ ra chậm hơn. Nghĩa là nếu như có phun bắc lo trong vòng khoảng 3 tuần nó sẽ ra 15 ngày, 20 ngày gì đó, 21 ngày gì đó nó sẽ ra. Thì với quy trình không xử lý bắc lo thì có thể nó kéo dài từ 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi thì cây nó mới hình thành được macro. Thì cái này tùy theo cây tập quán canh tác thì bà con nên lưu ý về cái này để chúng ta biết và chúng ta để ý và chúng ta chờ đợi đúng cái thời điểm mà mình quan sát vô. Rồi, như thế thì cái macro nó sẽ hình thành như thế này. Macro này thì hơi lớn rồi quý vị, nhưng mà nếu mà nhỏ quá thì chụp quý vị sẽ không thấy, nhưng mà với cái macro này thì tương đối lớn rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tác động từ bước thứ 6 trở về sau, đó là cái việc phá miên tràng và việc kéo macro. Rồi, kính thưa bà con, thì với bước thứ 6 thì có nghĩa là khi mà chúng ta nhận thấy được macro đã hình thành trên vườn, với số lượng cây nào cũng có lai gai rồi, thì chúng ta chờ đợi 1-2 ngày khi macro nó đã nhú rất là nhiều trên vườn thì chúng ta sẽ áp dụng một cái biện pháp, đó là phá miên tràng. Bởi vì nếu như macro hình thành trong điều kiện thời tiết không phù hợp hoặc cây có dấu hiệu đi đọt hay một số vấn đề khác thì macro này nó sẽ nín và nó dừng ở đó, thì người ta gọi là tình trạng đó là ngủ đông, hay còn gọi là bị miên tràng, có nghĩa là nó sẽ ngủ. Thì bà con mình sẽ dùng một cái hóa chất, đó là calinichat. Chúng ta sẽ áp dụng liều khoảng từ 5 cho đến 10 gram trên lít và chúng ta sẽ phun trực tiếp vào những vị trí chứa macro ha. Chúng ta phun trực tiếp vào chùm hoa này thì sẽ đánh thức được cái khả năng phát triển của nó, không cho nó ngủ đông thì nó mới bắt đầu nó phát triển, thì macro nó mới sáng lên và chúng ta sẽ thấy nó to hơn trong từng ngày. Thì lúc đó chúng ta mới nhận thấy bây giờ cái macro đã qua giai đoạn miên tràng rồi, nó đã phát triển rồi, thì chúng ta sẽ yên tâm và áp dụng những biện pháp tưới nước dở bạc. Rồi, như vậy thì việc phá miên tràng này thì do cái gốc nitrat trong calinitrat nó sẽ làm cái nhiệm vụ đánh thức cái mầm ngủ này và sẽ giúp cho macro chúng ta phát triển đồng loạt, có nghĩa là sự tác động đồng đều thì macro nó sẽ cùng nhau phát triển cùng một lúc. Thì đây sẽ là cái cơ hội để cái sự chỗ thoát đồng loạt ở giai đoạn sau nhị sẽ giúp cho cái việc cạnh tranh dinh dưỡng ở thời điểm mang trái nó sẽ không có. Thì như thế là cái vườn của mình nó sẽ bị ít bị rụng trái hơn, và cái việc bà con mình quản lý trong giai đoạn rụng sinh lý nó cũng sẽ đơn giản và hiệu quả hơn rất là nhiều, đặc biệt là với giống móng thon chẳng hạn. Rồi, kính thưa bà con, thì với bước thứ 7 là bước kéo mắc cua, có nghĩa là sau khi bà con mình đã phá miên tràng thành công rồi, sau khi bà con mình phá miên tràng khoảng chừng 2-3 ngày thôi là mình đã thấy rõ rồi, có nghĩa là cái kích thước của cái mắc cua so với 3 ngày trước mà mình phun á thì mình thấy nó đã lớn hơn rồi, có nghĩa là nó sáng hơn rồi, thì có nghĩa là mắc cua nó đã bắt đầu phát triển. Thì lúc này chúng ta đã có dở bạc rồi, chúng ta đã có tưới nhấp rồi, thì cái quá trình sinh trưởng dinh dưỡng của cây nó sẽ bắt đầu diễn ra. Thì lúc này nhiệm vụ của mình là mình sẽ tác động giúp berlin để tạo điều kiện sinh trưởng cho cây được tốt hơn. Như vậy thì sau khi bà con mình phá miên tràng khoảng 4 đến 5 ngày, chúng ta nhìn thấy được sự phát triển của macro
qua những mắt cua nào chưa nhú cũng đã nhú rồi thì chúng ta sẽ đánh ghe ba một lần, khoảng liều lượng khoảng từ 5 cho đến 10 ppm. Bà con mình phun vào đúng những vị trí của mắt cua, có nghĩa là lần trước bà con mình phun phá miên chẹn ở đâu thì lần này chúng ta sẽ phun ghe ba vào vị trí đó để anh chị, chúng ta sẽ giúp cho mắt cua nó được kéo ra và nó phát triển mạnh mẽ đồng loạt. Thì đây cũng là một cái cơ hội thứ hai để chúng ta giúp cho cái việc chỗ thoát của sầu riêng được tốt ở giai đoạn sầu nhị, như vậy thì sẽ ít cạnh tranh dinh dưỡng trở về sau. Và đồng thời thì trong giai đoạn này thì nhiều bà con chúng ta cũng có thói quen là chúng ta sẽ hỗ trợ thêm dinh dưỡng, tại vì giai đoạn phát triển của mắt cua là giai đoạn sinh dưỡng dinh dưỡng, cho nên là bà con mình cứ yên tâm ha, chúng ta vẫn có thể áp dụng amino acid, chúng ta vẫn có thể áp dụng vi lượng kết hợp với GE3 vô giai đoạn này để chúng ta chăm sóc cho mắt cua là bình thường. Thì với miếng khuyến cáo của Mekomagi thì bà con có thể sử dụng GE3 viên 2,5g ha, thì nồng độ Gibberellin là 40%, thì chúng ta kết hợp với khoảng 1 đến 20 lít cái organic và chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1 đến 2 gói vi lượng này, gói này gói 50g cho một phi 200 lít và chúng ta sẽ phun vào đúng cái vị trí của mắt cua này để sẽ giúp cho mắt cua nó phát triển mạnh đồng loạt, tạo cơ hội để sau này cái việc đậu trái được đồng loạt hơn. Rồi kính thưa bà con, thì ở đây chúng ta sẽ không nói nhiều về nguyên lý, và ở đây vị trí này sẽ là một chỗ để bà con mình chụp màn hình hoặc là bà con mình dừng video này lại để chúng ta ghi. Đây là chúng tôi sẽ thống kê lại 7 bước từng tự gõ gàng về chất sử dụng và liều lượng để cho bà con mình nhớ luôn. Thì nếu như bà con mình miền Tây thì chúng ta ghi chú, hoặc là chúng ta phải ghi nhớ được 7 bước này và chúng ta phải ghi lại liều lượng và thời điểm xử lý gõ gàng. Thì đây sẽ là một cái tóm tắt khá là quan trọng cho những cái gì mà từ đầu video đến giờ chúng tôi chia sẻ. Thì bà con mình ghi lại như sau, có thể là bấm dừng video để chúng ta ghi từng bước nha. Bước thứ nhất là chúng ta tác động khi cơ đã mở hai lá, có nghĩa lúc này nó khoảng 20 cho đến 30 ngày. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta phun lần. Phun lần là gì? Chúng ta phun gì? 10-60-10. Liều lượng bao nhiêu? 500g cho phi 200 lít. Rồi còn làm gì nữa hay không? Vô phân gốc, đây là một cái công tác rất là quan trọng. Thì vô phân gốc này chúng ta có thể chọn lần, ví dụ như DB, súp bê lần hoặc lần nung chảy. Qua số lượng, qua vị trí này, liều lượng nồng độ bao nhiêu thì chúng ta phải xem xét lại những điều kiện mà chúng tôi đã có chia sẻ. Rồi bước thứ hai, tiếp tục phun lần tạo mầm và chặn đọt. Ở thời điểm nào? Cơ mở khoảng từ 3 đến 4 lá, nghĩa là lúc này được khoảng 30 cho đến 40 ngày. Liều chặn đọt bao nhiêu? 500g MKB cho phi 200 lít. Liều tạo mầm bao nhiêu? 1 kg 10-60-10 cho phi 200 lít. Có bón phân bón gốc nữa hay không? Chúng ta sẽ xem xét lại tình trạng phát triển của đọt, có nên bổ sung DB thêm hay không, hoặc có nên tác động NPK kali cao để thúc đẩy quá trình già hóa và chặn đọt được tốt hơn hay không. Rồi chuyển sang bước thứ ba. Chuyển qua bước thứ ba khi nào? Khi cơ mở từ 5 cho đến 6 lá, có nghĩa là lá đã mở, bắt đầu mở hoàn toàn. Như vậy thì lúc này chúng ta làm gì? Phun chặn đọt, lúc này liều phải cao để anh chị, nhất định không được cho cây hình thành cơ đọt mới, điều này rất quan trọng. 1 kg MKB cho phi 200 lít. Có tạo mầm nữa hay không? Phải tạo mầm, và cử tạo mầm này rất quan trọng, và chúng ta phải tạo mầm trong thân những vị trí mang trái thì liều cũng là cao nhất, 1 kg 10-60-10 cho phi 200 lít. Và có xem xét phân bón gốc nữa hay không? Xem xét chứ, đây là cử chặn đọt rất quan trọng. Nếu mà nó đi đọt thì chúng ta phun MKB ở trên rồi nhưng mà dưới dư nước dư đạm cũng không được. Thì một là chúng ta xem là chúng ta tạo mầm đầy đủ chưa, lá đã xanh đen dày chưa, chưa đủ thì chúng ta vuốt DB thêm. Rồi nếu mà đã có vuốt DB thì phải có kali kèm vô đó để sao dấu hiệu già hóa và cái sự chặn đọt nó được hiệu quả hơn, thì chúng ta xem xét phương án này. Rồi sẽ dừng lại nghỉ ngơi và xem xét các lưu ý sau: tạo khô hạn từ từ cho cây, xem xét tiếp tục chặn đọt và tạo mầm thêm nếu như bà con mình không có áp dụng bắt lo, và xem xét tạo mầm và phá miên chẹn thêm một lần nữa cho trường hợp bà con mình không áp dụng bắt lo, để chúng ta đánh thức mầm ngủ và để giúp cho cái sự hình thành và phát triển của mắt cua được tốt hơn. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ tư. Bước thứ tư này chúng ta áp dụng sau khi bước thứ ba khoảng 7 ngày, có nghĩa là khi tạo mầm lần cuối rồi, 7 ngày sau chúng ta sẽ phun hóa chất kích thích hình thành mầm qua tập trung, đó là bắt lo bu chajon với liều là khoảng 1.000 cho đến 2.000 ppm. Hoặc trong trường hợp nếu mà con mình không áp dụng thì chúng ta bỏ qua bước này và chúng ta chuyển sang bước thứ năm. Bước thứ năm là chúng ta sẽ làm ngay theo bước thứ tư, có nghĩa là sau khi đã phun hóa chất hoặc trước khi phun hóa chất một ngày thì chúng ta đã xiết nước hoàn toàn khô hạn rồi, chúng ta đã tạo khô hạn từ bước thứ ba rồi để chặn đọt rồi, và cho đến bước thứ năm này là phải hoàn chỉnh, có nghĩa là khô hạn hoàn toàn hoặc lúc này có đại bạc là cũng đã có áp dụng luôn rồi, và chúng ta sẽ tạo điều kiện để sự khô hạn này diễn ra liên tục trong từ 3 cho đến 4 tuần cho đến khi nào cây nhú mắt cua thì thôi. Tình huống này sẽ có hai cái, nếu như chúng ta có áp dụng bắt lo thì khoảng 3 tuần thì cây hình thành mầm qua, có nghĩa là có mắt cua.
Còn nếu như bà con mình không áp dụng mắt lo thì chậm hơn 1-2 tuần, có thể là 5 tuần, 6 tuần thì cây mới hình thành mắt cô. Rồi, chuyển sang bước thứ 6, sau khi mắt cô đã hình thành thì lập tức phun hóa chất phá nguyên trạng là Calinichat với liều lượng là khoảng từ 5g cho đến 10g trên 1 lít. Rồi sau đó chúng ta sẽ dở bạc và tưới nhắp nước nếu như có đại bạc. Rồi, tưới nhắp nước có nghĩa là bây giờ quá trình sinh dưỡng dinh dưỡng sẽ bắt đầu diễn ra, bởi vì có nước thì cây sẽ hấp thu và sẽ hấp thu dinh dưỡng. Như vậy thì chúng ta chuyển sang bước thứ 7 là để thúc đẩy quá trình sinh dưỡng dinh dưỡng này được tốt hơn. Sau khi bước thứ 6 này được khoảng 4 cho đến 5 ngày thì bà con mình áp dụng phun G3 với liều lượng là khoảng từ 5 cho đến 10 ppm và chúng ta kết hợp với những amino acid và vi lượng để thúc đẩy quá trình phát triển của mắt cô được tốt nhất. Và sau bước thứ 7 này thì chúng ta sẽ chính thức bước sang thúc đẩy quá trình sinh dưỡng dinh dưỡng của mắt cô. Lúc này mắt cô sẽ trở thành gì? Búp. Rồi như vậy thì bà con sẽ chuyển sang một cái quy trình khác. À, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây là 7 cái hình ảnh cho 7 cái giai đoạn, 7 thời kỳ chính mà chúng ta sẽ tác động phân bón gốc cũng như là phân bón lá cho cái cây sầu riêng. Thì đây xem như là một cái sườn cơ bản về những cái thời gian để cho bà con chúng ta để ý là thời điểm đó chúng ta cần làm gì, và chúng ta phải hiểu là thời điểm đó phải sử dụng phân bón như thế nào, tác động qua vùng gốc như thế nào, tác động qua vùng lá như thế nào. Cụ thể hơn, qua đây chỉ là một cái sườn tham khảo thì bà con có thể thay đổi xê xích đi đâu đó chừng 5-7 ngày tùy theo cái giai đoạn phát triển cũng như là cái thời tiết mùa vụ của từng vùng miền, thì bà con có thể tham khảo cho cái quy trình chính này. Còn như vậy thì trong 7 giai đoạn này thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng giai đoạn nha, từ giai đoạn từ mắt cua cho đến khi mà búp phát triển cho đến trái non và cho đến trái lớn. Rồi chúng ta sẽ đi đến giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mắt cua nha. Thì kính thưa quý vị và quý con, thì sau khi chúng ta xử lý ra hoa thì cái dấu hiệu đầu tiên để chúng ta thấy là chúng ta có xử lý ra hoa thành công hay không thì đây là chính là cái hình ảnh của những cái mắt cua bắt đầu nhú trên những cái cành mà chúng ta đã xử lý nha. Thì đây là một cái điểm khởi động. Như vậy thì khi nhú mắt cua ra rồi thì chúng ta phải tác động đến phân bón như thế nào để hỗ trợ cho việc phát triển của cây sầu riêng. Vậy thì thao tác đầu tiên bà con chúng ta lưu ý trong giai đoạn 1 này, khi mắt cua hình thành thì nhiệm vụ của chúng ta là phải phun Calinichat để phá miên trạng thì những nồng độ khoảng từ 0,5 cho đến 1%. Thông thường thì bà con chỉ cần phun một lần ha, nhưng mà trong một số thông tin thì có thể phun từ 1 đến 2 lần. Thì cái này chúng ta sẽ tùy theo điều kiện canh tác mà chúng ta xem xét, có thể phun từ 1 đến 2 lần. Và đương nhiên là khi đã lú mắt cua rồi thì từ đây giai đoạn trở về sau thì cái hoa sầu riêng nó sẽ bắt đầu phát triển. Và đây cũng là một cái giai đoạn sinh dưỡng dinh dưỡng. Cho nên thì trong cái giai đoạn này chúng ta cung cấp cái NPK chứa đạm cao để cho phát triển kể cả thân lá và cho mắt cua luôn. Là một cái điều hết sức cần thiết. Thì một số công thức thì bà con có thể tham khảo nha, này cũng tùy theo kinh nghiệm của mỗi người thôi. Thì một số dòng NPK đạm cao thì bà con có thể xem như là cái 20-10-10 cũng được nè. Hoặc là công thức phổ biến nhất là cái 20-15. Bên cạnh đó thì một số bà con nào mà chúng ta có công thức NPK 3 số thì cũng có thể kết hợp với UG ha. Nhưng mà đây là cái biện pháp hiếm làm. Chủ yếu là chúng ta chọn cái 20-10 hoặc là 20-15 là chủ yếu, và chúng ta kết hợp với cái phân bón hữu cơ. Về cái giải pháp hữu cơ thì bà con cũng sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Thì bên cạnh đó thì Mekong Agri cũng có cung cấp, thì bà con cũng có thể tham khảo thông qua cái thông tin của đội kỹ thuật của chúng tôi. Thì bà con liên hệ về thì anh em sẽ tư vấn rõ hơn ha. Còn đây thì chúng ta chỉ cần nắm giai đoạn. Ở giai đoạn đó là tại sao chúng ta phải tác động đạm cao nè, chúng ta phải sử dụng hữu cơ để giúp cho cái mắt cua nó phát triển. Và khi mà chúng ta đã phá miên trạng thành công và chúng ta có tác động phân bón thì cái mắt cua chắc chắn nó sẽ phát triển trở thành một cái búp ha. Vì vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái bước thứ nhất, đó là phá miên trạng và giúp cho mắt cua phát triển. Và đương nhiên thì trong giai đoạn này thì bà con tưới nước để giữ ẩm thông thường đó nha, chúng ta không có đi quá nhiều nước thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ nấm bệnh. Còn nếu mà chúng ta tưới ít nước quá để trong điều kiện khô thì cũng sẽ ảnh hưởng đến rễ của cây sầu riêng cũng như là khả năng khô mắt cua ha. Thì bà con lưu ý những cái thông tin này. Về cái lượng bón của phân NPK cũng như hữu cơ trong giai đoạn này thì chắc là cũng phải tùy theo cái sức khỏe vườn của bà con, thì bà con cũng đã nắm được cái thông tin rồi. Thì có thể là dựa vào con số trung bình này trong một số khuyến cáo của các tài liệu cho cây khoảng từ 8 đến 10 năm tuổi sức khỏe đầy đủ ha. Thì bà con có thể bón khoảng từ nửa ký cho đến 1 ký NPK, thì cái này nó có thể là tùy theo đường kính tán cũng như là chúng ta dự đoán được là cái năng suất cũng như là cái số lượng trái mà chúng ta cần để cho cái cây đó năm đó là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có một con số biến thiên từ nửa ký cho đến 1 ký trên cái lần này, và có thể kết hợp khoảng từ 2 đến 3 ký hữu cơ. Thì đây là có thể là những cái loại hữu cơ đã thương mại nha quý vị. Còn nếu mà quý vị sử dụng phân chồn thì có thể khoảng 5-10 ký là cũng bình thường ha. Thì tùy theo cái sản phẩm hữu cơ mà chúng ta lựa chọn trong đợt này là gì thì bà con có thể cung cấp. Đây là con số để mà chúng ta tham khảo, để mà chúng ta gia giảm tùy theo cái tuổi cây của chúng ta. Rồi kính thưa quý vị, thì một bước tiếp theo nữa của cái giai đoạn số 1 mắt cua này thì sẽ có một cái thông tin rất là quan trọng mà buộc bà con chúng ta phải làm tốt cái thông tin này.
đó là sau cái bước mà chúng ta phá miên trạng để macro phát triển thành công, thì chúng ta phải lưu ý từ 7 cho đến 10 ngày sau khi macro bắt đầu hình thành và phát triển thì chúng ta phải áp dụng bằng được và thành công biện pháp kéo đọt. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã có giải thích rõ trong cái phần xử lý ra hoa của cây sầu riêng. Bởi vì macro thì thời gian từ đây cho đến lúc macro nở phát triển thì nó khoảng từ 55 cho đến 57 ngày. Trong khi đó cây đọt của mình hoàn thiện thì khoảng 45 ngày. Cho nên thì sau cái thời điểm này để chúng ta kéo đọt khoảng từ 7 đến 10 ngày sau khi macro hình thành bằng cách là bà con sử dụng đạm cao kết hợp với chất điều hòa sinh trưởng GA3 hay là Gibberellin đó, và chúng ta có thể kết hợp thêm với một số dòng amino acid để giúp cho kéo cái đọt của cái cơ này thành công. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng để mà chúng ta giúp cho cái cơ đọt nó già đúng ngay cái thời điểm mà macro nở, đến thời điểm nó bông nó nở ha, macro phát triển thành búp và đến nó bông nở thì cùng thời điểm đó thì cây nó sẽ không bị cạnh tranh dinh dưỡng. Thì như vậy thì cái quá trình ra hoa đậu trái của cây sầu riêng của mình nó mới thành công và suôn sẻ nha quý vị. Cho nên là bước này quý vị lưu ý ha, từ 7 đến 10 ngày sau khi macro hình thành là chúng ta phải áp dụng biện pháp kéo đọt và buộc phải thành công nha. Thì cái này quý vị cũng có thể lặp lại sau đó khoảng 7 ngày cũng được, chứ không phải không vấn đề gì. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, sau khi chúng ta đã kéo đọt thành công và macro đã phát triển thì nó sẽ phát triển đến 20 ngày thì nó trở thành một cái búp như thế này ha, thì chúng ta gọi là búp 20 ngày. Thì lúc này nó macro nó đã trở thành một cái chùm búp rất là lớn rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ cung cấp thêm phân bón để chúng ta nuôi búp ha. Thì quá trình phát triển của cái hoa sầu riêng từ lúc macro cho đến nó nở rất là lâu quý vị, nó tới gần 2 tháng, cho nên là nó vẫn là một cái quá trình sinh trưởng dinh dưỡng, cho nên là chúng ta vẫn phải cung cấp. Nhưng mà lúc này thì bà con chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cung cấp một số dòng NPK 3 số nha. Có thể là bà con chọn 3 số 15, 3 số 16 hoặc 3 số 17 này tùy theo cái thói quen của chúng ta. Cũng như là trên cái khu vực của mình thời điểm này thì có cái dòng nào mà chúng ta đã hiểu rõ về nó, đã có mang lại hiệu quả tốt thì bà con có thể lựa chọn một trong 3 dòng này để chúng ta sử dụng. Thì có thể là trên thị trường thì nó sẽ thông dụng là 3 số 15 hoặc là 3 số 16 nhiều hơn. Thì cái lượng bóng trung bình để bà con mình tham khảo cho cây khoảng từ 8 cho đến 10 năm là nó khoảng từ nửa ký cho đến 700 gram cho một gốc nha. Cái này thì đương nhiên nó cũng phải tùy theo tình trạng sức khỏe nè, cái số lượng búp trên cây cũng như là cái tán cây nó như thế nào. Và cái giai đoạn 2 này quý vị, cái giai đoạn búp 20 ngày thì đây cũng là một cái đợt tỉa bông đầu tiên, mình gọi là tỉa bông đợt lần 1 đó. Thì thật ra là một số búp thì nó nếu phát triển không tốt hoặc là cái số lượng trên cành nó quá nhiều thì đây cũng là một cái đợt tiễn đầu tiên. Và sau khi chúng ta tiễn xong thì chúng ta phải quay lại phun thuốc bệnh do cây đã có những cái vết thương rồi. Thì sau khi mà chúng ta đã phun thuốc bệnh thành công thì quay lại thì chúng ta sẽ tập trung dinh dưỡng giống như cái thông tin này của chúng ta để chúng ta nuôi những cái búp còn lại để cho nó phát triển lên hơn nữa. Tại đây thì vẫn là một cái giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng. Rồi đây là về phân bón nha quý vị. Thì hữu cơ thì chúng ta cũng đã xài một cử trước rồi. Có lẽ đến thời điểm này thì chúng ta chưa cần kết hợp hữu cơ. Còn nếu như bà con mình lần trước chúng ta gãy ít, lần này chúng ta muốn gãy thêm thì chúng ta vẫn có thể kết hợp cái hữu cơ hoặc khô mít cùng với cái phân bón cũng được, chứ cũng không vấn đề gì. Rồi một cái điều quan trọng nữa quý vị, tại đây thì sau khi mà chúng ta đã kéo cái cơ đọt lần trước thì đây chính là một cái cơ đọt quan trọng nhất để mà nó quang hợp và nuôi trái sau này, nên là cơ đọt này là cơ đọt tiên quyết. Chính vì vậy thì bà con nên bổ sung thêm một số dòng amino acid và quy lượng qua lá để giúp cho cái bộ lá của mình nó phát triển khỏe, xanh dày, đặc biệt là chúng ta phải quản lý gài xanh thật là kỹ cho cái cơ đọt này, bởi vì cơ đọt này rất là quan trọng. Nó tăng cường cái khả năng quang hợp của cây mình thông qua những cái sản phẩm quy lượng hoặc là những cái dòng dinh dưỡng thông qua những dạng amino acid kết hợp với thuốc bệnh hay là một số dòng dinh dưỡng khác để mà chúng ta quản lý làm sao cho cái cơ này phải thật sự sạch đẹp và không có vấn đề thì nó mới nuôi trái sau này tốt. Thì một số dòng quy lượng hoặc amino acid thì bà con cũng có thể tham khảo qua đầu chỉ thực của Mekamagi, thì anh em sẽ trao đổi rõ hơn với quý vị chúng ta. Còn ở đây thì chúng ta sẽ đi sang cái bước tiếp theo, những cái lưu ý tiếp theo. Rồi tiếp theo là giai đoạn thứ 3 nha quý vị. Giai đoạn thứ 3 này thì một số thông tin thì để sổ trước sổ nhị 15 ngày. Thì đôi khi bà con không biết là trước sổ nhị 15 ngày là nó khoảng bao nhiêu ngày, thì chúng ta nhớ lại nó trong một cái giai đoạn phát triển của từ macro cho đến lúc hoa nở là nó khoảng 55 ngày đi. Thì nếu mà chúng ta trừ đi 15 ngày thì chính là cái giai đoạn là búp 40 ngày, đúng không? Để chúng ta dễ hiểu hơn so với cái búp 20 ngày lần trước, chuyển sang cái giai đoạn số 3 này, đó chính là giai đoạn búp khoảng 40 đến 45 ngày đó quý vị. Thì trong giai đoạn này chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành tỉa bông lần 2 để những cái búp còn lại ở những cái vị trí như thế nào đó, thì trong cái quy trình xử lý ra hoa sầu riêng thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất là rõ rồi. Thì trong cái giai đoạn này thì bà con có thể lựa chọn một số cái công thức để chúng ta bón cho giai đoạn này để chuẩn bị thời gian sau là nó sẽ nở qua, cho nên là bắt buộc thời điểm này chúng ta phải chặn đọt thành công và chúng ta cung cấp thêm một số cái dinh dưỡng để hỗ trợ cho cái búp này nó phát triển. Thì bà con ưu tiên lựa chọn những công thức NPK mà chứa hàm lượng kali cao, đương nhiên thì cũng phải chứa một cái hàm lượng đạm phù hợp để giúp cho cái bộ lá nó phát triển xanh dày và nó già cùng một thời điểm để mà sau này nó không có cạnh tranh dinh dưỡng đến cái thời điểm mà qua nở.
và cũng có một cái lượng đạm để giúp cho cái bốc 40 ngày này của mình nó tiếp tục nó phát triển để đến thời điểm nở hoa thì nó sẽ nở được đồng loạt hơn. À, thì đây là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái công thức NPK mà chứa cái kali cao, à, tuy nhiên vẫn có một cái hàm lượng đạm nhất định nhưng mà phải thấp hơn kali. Và chúng ta có thể tham khảo một cái lượng bón tương tự, đó là cây khoảng 8 đến 10 năm thì trung bình khoảng từ nửa ký cho đến 700 gram, thì quý vị cũng tùy theo cái sức khỏe cây, à, cũng như là cái số lượng bốc trên vườn của mình lúc này là bao nhiêu và cái đường kính tán của cây là rộng hay là hẹp. À, thì giai đoạn này thì quý vị có thể xem là lần tỉa bông lần 2, có nghĩa là bốc 40 ngày, à, hoặc là trước sổ nhị 15 ngày thì đều cùng là giai đoạn này cả. Rồi như vậy thì trong giai đoạn này thì cây vẫn còn đang trong cái quá trình sinh trưởng dinh dưỡng và bộ lá vẫn cần phải tiếp tục được bảo vệ và quang học tốt. À, và giai đoạn này thì bắt đầu cận vào cái giai đoạn hoa chuẩn bị nở đó, cho nên thì việc mà chúng ta cung cấp canxi và bo, à, cho cái bốc này thì bắt đầu cần thiết rồi, để cho đến cái giai đoạn mà hoa nở đó thì cây sẽ có đủ cái canxi cũng như là cái lượng bo để mà tăng cường cái khả năng ra hoa đầu trái và làm cái cứng chắc thành vách của những cái hạt phấn, giúp cho cái tỷ lệ đậu trái và tỷ lệ thụ phấn nó được tốt hơn. Thì như vậy thì trong giai đoạn này thì cũng tiếp tục với những lần trước thì bà con có thể cung cấp một số dòng amino acid hoặc là vi lượng qua lá, à, để chúng ta tăng cường cái khả năng quang học, làm cho bộ lá xanh dày khỏe thì sau này khả năng nuôi trái tốt hơn. Và chúng ta bổ sung canxi và bo, có thể là trong giai đoạn này thì có thể bổ sung canxi khoảng 1 lần cho đến 2 lần và bo thì có thể bổ sung khoảng 2 lần trước khi qua nở, cách nhau khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. À, thì đây là những cái cử khá là quan trọng. Và một số sản phẩm thì Mekomagi cũng có cung cấp, thì bà con cũng có thể tham khảo qua đội kỹ thuật của chúng tôi. À, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thứ tư nha. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái giai đoạn thứ tư là chúng tôi để một cái khung màu đỏ đây. Đây chính là cái vấn đề quan trọng nhất và sẽ rất là khó khăn cho những bà con nào mà chúng ta chưa có kinh nghiệm chăm sóc cái sầu riêng ra hoa lần nào ha. Cho nên là giai đoạn thứ tư này thì bà con quan sát kỹ. Thứ nhất, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng những công thức NPK chứa kali cao, à, để chúng ta chặn đọt thành công. Và đây là giai đoạn bắt đầu cây sẽ rụng sinh lý, rụng trái non, à, cho nên là buộc chúng ta phải sử dụng những dòng công thức kali này ha, chứa kali cao, buộc nha, không thay đổi những công thức khác được. Lượng bón thì tương tự, thì có thể là khoảng từ nửa ký cho đến 700 gram giống như là đợt số 3. Và lần này thì chúng ta có thể kết hợp hữu cơ để chúng ta làm cái nền, để sau này khi trái khoảng 30 ngày thì có đủ cái nền hữu cơ để mà nó phát triển, qua những cái lần phân bón sau này của chúng ta thì cây sẽ dễ hấp thu hơn do cái mức độ tơi xốp của cái đất đai cũng như là cái hữu cơ nó sẽ giữ cho cái phân bón ở đó và giúp cây của mình hấp thu được tốt hơn. Thì trong những cái cử xử lý hữu cơ này thì bà con hoàn toàn có thể kết hợp với NPK ha. Thì có thể nên, nếu mà chúng ta không tự tin trong giai đoạn này, à, thì chúng ta có thể bón ít lại và đến cái giai đoạn trái khoảng 30 ngày thì chúng ta có thể tập trung, hoặc là trái lớn thì chúng ta phải tập trung thêm lần nữa thì cũng được. Thì cái hữu cơ thì nó đưa vào đến không phải nó có tác dụng ngay thời điểm đó, mà nó sẽ làm một cái nền để nó giữ phân bón cũng như là hỗ trợ cho cái việc cải tạo đất đai, và nó có tác dụng sau đó, nó có thể là tùy theo loại hữu cơ. Nếu mà con sử dụng phân chuồng thì ở đâu đó tác dụng nó phát huy cũng phải cả tháng được. Rồi như vậy thì ở cái giai đoạn thứ tư này, bà con lưu ý, một là sau khi sổ nhị 15 ngày hay là gọi là giai đoạn đậu trái non, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng công thức NPK kali cao. Ngoài ra không nên tác động bất cứ gì thêm ở vùng gốc nữa cả ha. Hữu cơ thì có thể là kết hợp với hữu cơ vi sinh ha, để mà làm sao cho giai đoạn này rễ cây trồng không có vấn đề. Tại vì bất cứ xảy ra một vấn đề nào, kể cả nước tưới quá nhiều cũng đều gây ảnh hưởng đến việc cụm trái non trong thời điểm này. Và bà con nhớ là trong tất cả những giai đoạn này chúng ta nên tưới giữ ẩm thôi nha, không nên tưới quá nhiều nước. Tại vì giai đoạn này trái chưa phát triển, chưa tập trung nhiều, không cần quá nhiều nước từ giai đoạn số 1 cho đến giai đoạn số 4 này. Đã lưu ý lại với quý bà con là chúng ta chỉ tưới giữ ẩm thôi nha. Rồi tiếp theo thì việc hạn chế rụng trái non thì chúng tôi cũng đã có trình bày một video rất là rõ về cái video rụng trái non, để bà con mình xem về nguyên lý rụng trái và những cái chất nào để hỗ trợ cho việc hạn chế rụng trái non, mà chúng ta gọi là hạn chế thôi quý vị. Tại vì quá chất can thiệp hay là mọi thứ là phải kết hợp với biện pháp canh tác nữa, chứ không phải là chúng ta sử dụng hết tất cả những loại này là cây của mình nó sẽ hạn chế được. À, cho nên thì biện pháp này chúng tôi vẫn nhắc lại trong cái quy trình xử lý ra hoa sầu riêng, à, đó là bà con kết hợp cái chất điều hòa sinh trưởng với Bergelin hay gọi là GA3 ở nồng độ khoảng từ 5 cho đến 10 ppm. Mình hay còn gọi là 1 gram nguyên chất cho 100 đến 200 lít nước đó quý vị. Và chúng ta kết hợp với tất cả những dòng phân bón lá có chứa tỷ lệ 1:2:1. À, thì thông thường ở đây thì bà con sẽ chọn cái công thức là 15:30:15. Và chúng ta phun vào những cái vị trí chứa cái trái non này và những cái tán lá xung quanh để tăng cái khả năng hấp thu. À, chúng ta phun trực tiếp vào những cái vị trí mà đang chứa cái trái non và những cái tầng tán lá xung quanh đó. Tại vì sầu riêng thì trái nó tập trung phía bên trong, chúng ta không có tập trung cái tầng tán bên ngoài, mà chúng ta tập trung vào những cái tầng tán, những cái vị trí cành mà đang chứa trái. À, và cái việc này thì bà con có thể lặp lại khoảng 2 lần, à, cách nhau khoảng từ 10 đến 15 ngày, do cái quá trình rụng trái non của trái sầu riêng thì nó sẽ bắt đầu từ cái giai đoạn hình thành cho đến khoảng tới 6 tuần sau lần.
Đó, cho nên là trong giai đoạn thì chúng ta có thể phun khoảng 2 lần là bình thường. Rồi chuyển sang giai đoạn thứ 5 quý vị, đây là giai đoạn trái 30 ngày ha, là bắt đầu chúng ta ngủ ngon, có nghĩa là cây bắt đầu nó chuyển qua khỏi cái giai đoạn rụng trái non rồi. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu tập trung lại cái dinh dưỡng để mà thúc cho cái trái nó phát triển. Nhưng mà trái 30 ngày thì chưa lớn đâu quý vị, chưa lớn, nó vẫn còn lớn chậm lắm, chúng ta thấy nó bình thường thôi. Đó, thì trong cái giai đoạn thứ 5 này, giai đoạn trái 30 ngày, thì một số công thức bà con có thể tập trung đó là công thức 3 số. Tại lúc này nó cũng còn đang phát triển về lá, về bộ lá cũng như là cái trái nó phát triển ở mức độ thông thường thôi. Và dinh dưỡng nó cũng phải chia, cho nên là chúng ta cần sự cân bằng thì cây nó sẽ tự động hấp thu dinh dưỡng cân bằng. Và nó tự động nó chia cái dinh dưỡng đó, cái nào cho lá, cái nào cho trái là nó sẽ tự quyết định được, mà chúng ta không đi những cái công thức quá lộn xộn ha. Đương nhiên thì trong đó thì một số bà con thì cũng có thể là có kết hợp giữa NPK 3 số và kết hợp luôn với 20-10-10 để tăng một cái tỷ lệ đạm nhất định nào đó, để nhưng mà không quá đạt, để hỗ trợ cho cái sự phát triển nó cũng tốt hơn. Tuy nhiên thì cái này thì tùy theo kinh nghiệm của mỗi bà con nhà ở mỗi khu vực thì chúng ta quyết định nha. Thì cái lượng bón tiếp tục cho cây khoảng từ 8 đến 10 năm thì bà con bón khoảng từ nửa ký cho đến 1 ký ha. Và những cái lần bón như thế này thì chúng ta có thể chia ra, chia dinh dưỡng ra nhiều lần thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh cũng như là khả năng hấp thu của cây nó cao hơn. Cái này thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái cách làm của bà con cũng như là cái công lao động của mình như thế nào. Nếu như chúng ta muốn bón tập trung thì chúng ta bón lượng cao nhất, còn nếu mà bà con muốn chia cả hai lần thì có thể là mình bón cái lượng ít hơn để mình chia cả hai lần thì cây nó sẽ hấp thu tốt hơn cũng như là cái khả năng mà ảnh hưởng cái tỷ lệ nấm bệnh nó sẽ thấp hơn. Thì nếu mà công lao động của mình không có thì đương nhiên phải cải tập trung rồi, cái này tùy theo bà con chúng ta. Và đương nhiên cái giai đoạn 30 ngày này thì cũng chính là cái lần tỉa trái lần một đó quý vị. Thường thường thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ tỉa trái vào cái giai đoạn khoảng từ 20 đến 25 ngày đúng không? Và sau khi mà chúng ta tỉa trái xong cái đợt này thì chúng ta sẽ tập trung dinh dưỡng để phát triển cho trái. Thì đây cũng là cùng đồng thời sau cái lần tỉa trái kết thúc thì bà con phải quản lý bệnh vì chúng ta đã tạo ra những cái vết thương cho cây. Sau khi kết thúc cái việc này thành công rồi thì chúng ta quay lại chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cái đợt này. Thì đây là những cái lưu ý chung cho cái giai đoạn trái 30 ngày hay là như vậy. Và đương nhiên thì đây cũng là một cái giai đoạn sinh trưởng mà cần cái bộ lá phát triển xanh dày thì mới có khả năng nuôi cái trái của mình tốt ha. Cho nên là bà con vẫn tiếp tục cung cấp cái amino acid hoặc là vi lượng để giúp cho cái bộ lá của mình xanh dày khỏe ha. Và đồng thời thì đây là cũng là một cái giai đoạn bắt đầu phát triển về trái, cho nên là chúng ta cung cấp để mà giúp cho cái trái nó phát triển được đồng đều hơn. Thì cái bộ sản phẩm thì bà con cũng có thể tham khảo thông qua thông tin của các anh em kỹ thuật nha, bằng cách liên hệ với những số điện thoại bên dưới thì chúng tôi sẽ tư vấn rõ hơn. Rồi bước sang giai đoạn thứ 6, đây sẽ là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng quý vị. Tại vì đây là cái giai đoạn thì bắt đầu trái mình nó sẽ gia tăng về kích thước và trọng lượng và rất là rõ. Nếu như thiếu dinh dưỡng trong thời điểm này sẽ là một cái điều ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất trở về sau. Cho nên lần tỉa trái số 2 này có nghĩa là lần chúng ta tỉa trái khoảng giai đoạn khoảng 45 cho đến 50 ngày đó quý vị. Rồi xong cái lần này kết thúc là chúng ta sẽ bón một cái lượng phân rất là lớn để mà chúng ta thúc trái. Thì đây là giai đoạn phát triển rất là mạnh của trái. Cho nên tùy theo tình hình thực tế của vườn, sức khỏe vườn, số trái trên cây, cơ đọt đi như thế nào thì bà con lựa chọn những công thức phù hợp. Nó sẽ có những ý kiến khác nhau như thế này. Có những người để an toàn thì chúng ta sẽ chọn công thức 3 số để dinh dưỡng cân bằng cũng tốt, và chúng ta kết hợp với hữu cơ. Thì đâu đó trong giai đoạn này thì chúng ta có thể chia ra khoảng 2 lần bón hoặc bón tập trung tùy theo quý vị. Lượng bón cho cây khoảng từ 8 đến 10 năm, có thể là khoảng từ nửa ký đến 1 ký tùy theo cái số lượng trái trên cây mà bà con chúng ta quyết định, hoặc là chúng ta bón mấy lần. Rồi nếu như chúng ta thấy cây mình hơi bị suy yếu nhưng mà cơ đọt già khỏe bình thường thì có thể chúng ta thúc tăng tí đạm tí xíu, có thể kết hợp 3 số 15 với 20-10-10, hoặc là mạnh tay thì có thể đi 20-10-10 luôn, hoặc là đi 20-15 thì cũng tùy theo quý vị và quý bà con. Tuy nhiên có một số vườn thì cái khả năng đi đọt nó cao quá và cái số lượng trái trên cây nó không nhiều thì bà con cũng có thể chuyển sang cái công thức là kali hơi cao hơn đạm tí xíu cũng được, này tùy theo cái sức khỏe vườn cũng như là cái cách canh tác của chúng ta mà chúng ta quyết định. Còn như thông thường thì có thể đi công thức 3 số là cái công thức nó sẽ ổn định nhất ha. Và có thể chia 1-2 lần bón hoặc bón tập trung là tùy theo quý vị. Thì đây là cái giai đoạn mà trái nó sẽ lớn rất là mạnh. Nếu mà chúng ta tỉa trái trong giai đoạn khoảng 40 đến 45 ngày rồi chúng ta bón một lần, rồi sau đó khoảng từ 55 đến 60 ngày chúng ta xem xét chúng ta bón tiếp thêm một lần nữa cũng được. Nó thì tùy theo quý vị mùa nắng mùa mưa hay là cái thời tiết ở cái thời điểm giai đoạn thứ 6 này, giai đoạn trái 50 ngày này thì bà con sẽ quyết định cái phương án nào phù hợp nhất với cái cách canh tác của mình. Và đây là giai đoạn quyết định hết mọi thứ nha quý vị. Trái có tốt hay không, hộp có đầy hay không, trái đẹp hay không, nặng ký hay không là quan trọng tới cái lần phân bón này. Hả? Rồi bên cạnh đó thì riêng đối với giống G6 thì bà con lưu ý giai đoạn 50 ngày này thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta có thể can thiệp
bằng cái hóa chất canxi nitrat để mà khắc phục hiện tượng cháy muối riêng cho giống giống dị sáo thôi ha. Còn một số giống khác thì theo một số nhà khoa học thì cái áp lực về cái bệnh cháy muối này nó không cao. Tuy nhiên thì nếu như bà con muốn bổ sung thì nó cũng tốt, thì cũng không vấn đề gì. Riêng đối với giống dị sáo là buộc bà con chúng ta phải bổ sung canxi nitrat nha, đặc biệt là trong cái giai đoạn khoảng 50 ngày này là cái giai đoạn quan trọng nhất. Và bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta bổ sung amino acid trực tiếp vào trái, những cái trái nào mà chưa đồng đều đó, chúng ta có thể tác động cái amino acid trực tiếp vào những trái đó cũng được. Thì nó cũng sẽ giúp tăng cái khả năng điều trái trở lại, tăng thôi chứ nó không quyết định được hết đâu cái gì. Tăng có thể là tăng cái khả năng đó, tại vì cái này nó liên quan đến việc thụ phấn rồi, việc hình thành hạt và hình thành những cái học trước đó rồi. Nhưng mà nó có khả năng nó sẽ sửa lại điều và nó đẹp tương đối hơn thôi. Có nghĩa là cái khả năng bảo trợ. Ngoài ra thì tùy theo kinh nghiệm của bà con chúng ta thì có những cái phương pháp nào đó để giúp mà sửa cái bộ trái mình nó đẹp đúng với cái đặc tính của giống, thì bà con có thể tận dụng thêm để kinh nghiệm của mình để chúng ta phát triển cho giai đoạn này. Chứ hầu như là trễ hơn giai đoạn này thì cái khả năng mà chúng ta sửa thì thành công rất là thấp quý vị. Đương nhiên thì cũng tùy theo kinh nghiệm của mỗi người. Nhưng mà với những người mà đang xem video này, có nghĩa là quý vị cũng chưa có đầy đủ thông tin cho cái giai đoạn phát triển trái, thì những cái cơ bản này buộc chúng ta phải làm tốt, rồi có thêm những kinh nghiệm gì khác thì chúng ta kết hợp với cái việc này ha. Rồi kính thưa quý vị, thì giai đoạn thứ 7 là giai đoạn tác động phân bón cuối cùng của chúng ta. Thì đây là giai đoạn mà chúng ta tập trung để phát triển trái xong rồi, thì bây giờ chúng ta làm sao cho trái nó nặng, lên màu đẹp, đúng cái chất lượng và màu của cái giống, thì chúng ta sẽ tập trung những công thức liên quan đến kali cao, bột nha, cái này là bột rồi. Vẫn có đạm để mà cây phát triển về kích thước trái đạt đầy đủ, nhưng mà phải kali phải cao, thì về phẩm chất của trái nó mới đúng giống nè, đúng màu nè, hiện tượng cháy muối nó sẽ giảm đi. Không bị nhão cơm hay là tất cả mọi thứ là nó sẽ quyết định về cái việc này. Và bên cạnh đó thì để hạn chế việc sượng cơm thì bà con sẽ phun cái magie sulfat ở nồng độ 0,2% trong cái giai đoạn trái 70 ngày này, để chúng ta hạn chế cái việc ngày hiện tượng sượng cơm trên cái trái sầu riêng. Cái lượng bón cho cây khoảng từ 8 đến 10 năm thì tương tự ha, thì khoảng từ nửa ký cho đến 700g tùy theo cái trái, số lượng trái trên cây lúc này của chúng ta. Và bà con có thể chia cây hai lần bón, có thể là mỗi lần bón khoảng nửa ký đến 700g vẫn được nha. Tại vì giai đoạn này thì nếu mà những giống nào mà trên 100 ngày thì có thể là có hai lần bón là cũng tốt. Để mà có bao nhiêu dinh dưỡng là kali nó sẽ kéo vào trong trái hết. Tại bây giờ trái của mình lúc này đang là một cái kho chúng ta bổ sung kali vào, là có bao nhiêu nó sẽ dồn dinh dưỡng vào trong trái của mình hết thì sẽ đạt cái chất lượng và năng suất tốt nhất. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây sẽ là toàn bộ một cái sơ lược về cái sườn của những cái giai đoạn của cây sầu riêng, từ giai đoạn từ mắc côn cho đến thu hoạch. Và chúng ta để ý từng giai đoạn và có từng công việc riêng và những loại phân bón tác động vào thời điểm này là như thế nào để hợp lý, để giúp cho cái trái sầu riêng của mình phát triển từ giai đoạn từ mắc côn cho đến kết thúc. Thì đây là một cái quy trình cơ bản tổng hợp lại, và để dành riêng cho một số bà con nào chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái việc bón phân cho sầu riêng thì bà con mình quan sát kỹ. Đương nhiên thì đây là những cái cơ bản có thể áp dụng chung, nhưng mà tùy theo mùa vụ và mỗi vùng miền khác nhau thì bà con sẽ có những cái canh tác khác nhau. Nhưng đây cũng là một cái kiến thức nền cơ bản để bà con mình có thể tham khảo. Thì mong là với cái quy trình này thì cũng sẽ giúp cho bà con chúng ta có thêm những cái thông tin và chúng ta tự tin hơn trong cái quá trình mà phát triển cây sầu riêng của mình. Và để hoàn thiện quy trình này thì bà con mình có thể tham khảo một số sản phẩm của Mekong Agri trong cái quy trình xử lý cây qua, thì chúng tôi cũng có rất là nhiều sản phẩm để đáp ứng. Thì thứ nhất là bà con có thể liên hệ về ba số điện thoại này, thì anh em trong đội kỹ thuật sẽ tư vấn kỹ hơn, cũng như là hướng dẫn về lưu lượng, cũng như là sẽ dự đoán cho những cái cây trồng của bà con mình ở mọi giai đoạn đó thì chúng ta nên áp dụng như thế nào sẽ mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Hoặc là nếu như bà con mình đã có thói quen mua hàng qua các kênh thương mại điện tử như là Sen Đỏ, Shopee hoặc là Lazada, thì bà con mình có thể đến những cái trang này và tìm kiếm những sản phẩm của chúng tôi thì bà con mình cũng sẽ mua được. Nhưng mà tốt nhất thì bà con mình cứ liên hệ về với đội kỹ thuật trước về những cái tư vấn cũng như là về sản phẩm thì nó sẽ rõ ràng hơn. Hoặc là đây cũng sẽ là thông tin của đội thăm vườn mà chúng tôi sẽ đi đến các vườn sầu riêng của bà con trong thời điểm sắp tới. Thì kính thưa quý vị và quý bà con, thì đến đây chúng tôi xin được phép dừng lại video này. Cảm ơn quý vị và quý bà con đã luôn đồng hành cùng kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekong Agri, cũng như là tin tưởng bộ sản phẩm của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị sẽ có một mùa xử lý cây qua sầu riêng thành công và sẽ đạt một cái năng suất và giá trị kinh tế cao trong mùa vụ thần của năm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.